Ủa, miếng này. Mấy anh chào biến ơi, cảm ơn nhiều nha quý. Thôi rồi, chú không, chú không chị thương quá. Chú không chị thương, chú ăn đại con cho luôn á. Cho đó, chú không lấy tiền đâu sợ. Không mà chú này nữa, chú không đừng giận con mà cưng mà. Quý ha. Trời ơi, giận nó bà. Trời ơi, trời. Mẹ. Bà nhà cháu xong rồi, nhìn đôi mắt con đi. Tôi ghê quá mẹ ơi. Mẹ. Ghê quá à. Mẹ vậy chú. Cái đồ hỏi gì nữa thôi mà tin là dạ, em thương em thương những người ra đừng nào tiến qua nhà Út nha kêu vô giờ làm cho mấy vợ nó nhiều quá à trời ơi trời ẩm quá trời cứ mày quá đi hà rồi. Nó làm gì nói chuyện làm gì vậy nói gì chị là em mép mẹ của em là cho chị cho bị đoạn chơi nè không biết không không biết không mắt mới gì mẹ mẹ kỳ quá à. Đừng nói nữa Diễm ơi, bắt đầu đi nhức đầu quá Diễm ơi. Trời mất đầu quá. Nhức đầu quá Diễm ơi, bắt đầu. Diễm ơi. Bắt đầu sao mày vậy? Sao mày vậy nữa? Người ta nói á, ngày không cho. Ăn mì đi, mày ngủ rồi. Ăn mì đi. Người ta nói không cho. Ngâm ngâm. Ăn đi. Ngâm. Dạ mất ngẹn bây giờ Diễm ơi. Mất ngẹn. Gì? Ăn gì mà liên tục. Dạ. Công nhận, công nhận. Nè. Mẹ không cho ăn nhiều. Ăn nhiều. Ê, đừng có đùa đúng. Đừng bắt trả đi luôn á. Đừng kêu. Đừng bắt trả đi luôn á. Đừng kêu. Rồi giờ tô mì ăn không? À, không ăn ai Diễm luôn. Ăn đi. Nè, 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 coi nè nha. Giờ miệng hoài mất cỡ quá đi ha. Bị ha. Ê. Tập trung ăn coi. Cái này nha, coi con mì này nha. Trời ơi. Nhum. Chú Phong đẹp trai không nè. Trời ơi, chú Phong ngồi ngang, chú Phong nước miếng thấy nước miếng dần lùm lum ra cho kìa. Tụi bay đừng có quay, rồi quay Dũng ơn. Có được rồi nữa mà. Là tôi quê rồi. Bắt đầu một chi sa khúc ơi. Dũng ơn ơi. Ăn đi. Ăn nè. Ăn đi cưng. Trời kêu kêu bằng tao bằng cưng con trai. Ừ. Ăn đi em trai. Ừ. Ăn đi hụn. Đi hụn đâu? Nè. Còn đây là ai đây? Diệp Hương. Ăn đi chụp chân kìa. Ăn này em thấy hả? Ừ. Trời trai nhìn vào mắt ghê đó Diệp Hương. Chui chạch. Trời đi. Ăn đi cưng. Nè đút đút Diệp Hương đi con. Nó mẹ không cho. Mẹ không cho. Đút đi. Ăn không Diệp Hương? Mẹ nấu chấm kìa ăn đi. Hả? Mẹ nấu chấm ăn đi. Rồi con nãy chưa thấy Út lên nữa nha. Bộ Diễm ơi. Hồi đó phù phờ dữ lắm á. Bây giờ là phản lại với anh tí luôn rồi. Ê có cắn không? Có cắn không hay là nút trọng kìa? Ê, ê. Ô, ô nút. Cái bông nghẹo con ngoại mắc cỡ hồi mắc nghẹo luôn á. Đừng nói chuyện. Đừng nói chuyện. Chú Phong. Ê Phương. Đừng nói chuyện. Ta có nói chuyện đâu. Có con nói đúng mà. Ê, đừng nói chuyện. Đừng nói chuyện coi. Đúng quá. Tí. Ghê. Con nhà. Nở cái gì vậy? Dạ. À, ừ. Trở qua gì mà ngồi. Tí. Con nhai mì. Tâm hả nói chuyện chút nha. Ừ. Dạ. Trời ơi. Vậy mà ghê quá. Cái gì? Nó kêu con mừng mừng chàng. Ê đừng giỡn. Nói Diệu Hương à. Không phải. Ừ. Chồng ơi. Mới nghe luôn nè. Kêu chồng coi. Chồng. Không kêu nữa. Mới sao mất cỡ giận vậy? Anh chị ra chết. Hả? Anh chị ra. Vậy nào? Anh chị nào? Chị Thu. Chị đâu rồi? Dạ. Đâu có la đâu. Tụi con dễ thương mà. Đâu có la. Cho phép luôn á, cho phép kêu luôn, kêu đại đi Diễm Hương, cho phép luôn á, kêu đại đi ông đi. Kêu anh đi kìa, anh đi. Ừ. Trời ơi, chú Phương làm gì vậy con? Kìa chú Phương làm gì kìa tí? Chú Phương, làm gì vậy? Dài. Đừng ăn chùi nhiều mình lắm á. Tí, dạ. Đừng bị con đâu. Rồi, ai lấy tiêu rồi. Ai lấy?
Trời ơi, lo nhiều chuyện, lo nhiều chuyện không à trời. Chú Vân Lê của con kìa. Hồi nào? Chú Vân Lê con. Chẳng rồi, chẳng luôn. Chẳng không luôn, chẳng. Dạ, con cảm ơn. Trời ơi. À, mẹ của Út ở làm mì cho Phong nè, thấy chưa? À, mì với cộng hành. Mẹ ăn mẹ? Sao mẹ không ăn? Mẹ ăn rồi đó. Trời, xạo. Xạo. Mẹ. Người ta vợ kêu người ta ngồi trong sờ kìa, giống kêu vậy mốt ta chồng ta xuống. Ê, giờ chú Phong chứ, giờ chú Phong ăn với con nha. Ăn đi mà. Nha. Ai đâu mình ăn hoài. Ăn đi. Ủa, ngủ gắt kìa, thấy chưa? Trời ơi. Ờ à, đúng rồi, chị ăn cho mệt quá giờ làm chua. Nó gà mẹ đó hả gì? Hả? Gà mẹ nó. Ờ không ăn mì nha quý cô chú anh chị. Hai chú cho mình ăn. Gạo không à. Sắm ăn được trời hụ nhất. Hồi nãy ăn mấy ăn nè. Cái này là cộng bông súng ha. Dạ. Gửi vô lần đầu tiên con ăn mì với bông súng đó nha. Có mấy lần mì nè mẹ. Ủa mì nè. Mấy chào biến ơi, cảm ơn nhiều nha quý. Thôi rồi, chú Phong, chú Phong chị thương quá à. Chú Phong chị thương, chú ăn đại con cho luôn á. Cho đó, chú không lấy tiền đâu sợ. Không mà chú này nữa, chú Phong đừng giận con mà, cưng mà. Quý ha. Trời ơi, giận nó bà. Trời ơi, trời. Mẹ. Bà nhà cháu Phong nhìn đôi mắt con đi. Mày ghê quá mẹ ơi. Mẹ. Kéo à. Mẹ vậy luôn. Trở qua trời bắt cả rồi chú Phong ơi. Nhìn con ngoài có bắt cả quá à. Trời ơi, giờ chú Phong á. Giỡn á. Thầy luôn. Thầy luôn. Thầy luôn. Ăn rồi con. Ăn luôn nè. Ừ. Thầy luôn. Ê, mẹ, chạy đọc mua mẹ ơi. Ê, tập trung luôn quay. Dạ, dập đi. Chú Phong nhìn con hoài à, con không ăn luôn, ăn luôn. Mất cỡ quá à. Đúng rồi. Ăn đi hả. Tại cái mặt nó con ăn thấy mất thường quá. Bây giờ ăn đuôi với Năm Gâu ơi. Không nhìn con, Năm Gâu nhìn con hoài con mất cỡ. Ê, cái gì, Năm gì? Năm gì? Năm gì? Ê, giận lại chú Phương. Chú gì? Chú, chú Phong. Trời, chú Phong được rồi, được chưa? Ừ. Tao giờ hai người một nè, hai nè. Nó đẩy nghe. Nó trọng không mà. Làm ơi, chú làm con mặt tặng luôn mất. Bà nó mất, mẹ con chứ cho coi. Thằng con ngủ mẹ con lai cho coi. Hai danh hài, Năm Gâu với tí súng. Trời. Kêu mẹ mất, mẹ con không chơi luôn á. Thôi giỡn lại, nó chơi đó, giỡn mà. Đang chăng. Đâu bây giờ nè. Con nhai giùm chú á coi chú thấy con nuốt trọng không vậy hả mẹ ơi mẹ nè con chết con quê luôn con không về luôn quá con quê rồi con quê hả con quê luôn về luôn quá không ăn Phương dạ ăn đi không ăn đi giờ bên đây không ăn nha chú Phương ăn xài chờ bay công nhận bên đi thầy con hiên ê chú Phong nhường con miếng nè nha ăn xài giàu nha không ăn đi không ăn không ăn hả không ăn dạ ha có ăn này thôi để chú Phong ăn hết nha hết luôn ừ hết luôn á trong dẹp ừ ăn là gì đúng không ăn nè cho ăn nằm ăn cũng dễ thương nữa thở giờ mày coi nha nó ai nồi cơm ghẻ đó ủa vậy là về Úc cũng ăn là ăn dì đúc không hả không tự ăn được hả được à gì ừ à chú Phong nhường miếng nè thôi mẹ nhường miếng nè ăn đi trời ơi đừng có dở cánh lên thôi chú Phong ăn đi con ê có bị viêm cánh không 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 hả chú Phong nhiều con ngoài dẫn cho chú Phong luôn chẳng luôn bị dữ à trời ơi trời bị dữ à mẹ mẹ ăn đi chút nữa còn mẹ quá coi giải chơi mà mẹ kỳ quá mẹ kỳ quá mẹ con mẹ kỳ quá ê hai mình cùng hệ ha cùng hệ là gì chứ không biết rồi biết gì
Ủa? Bê đê không ơi? Hả? Là bê đê. Bê đê đó. Đâu phải. À, đúng rồi. Đâu, đâu phải bê đê đâu mà nội. Bê đê bên ngoài ha. Nó là bê đê rồi, nó kêu bê đê, nó bê đê, nó ăn chịu, nó thấy không? Thương quá, ăn đi. Rồi, mày này kêu một tiếng không trời. Đúng rồi, nó ăn chịu vậy. Từ nãy đi chồng ơi rồi đó, nó chồng ơi, còn đây ngủ chồng ơi, rồi nhớ chồng quá rồi mày, mẹ ơi. Quá trời rồi, dì ơi. Cỡ này thấy dữ lắm rồi đó nha. Hồi dài không biết sao, ngoài sao trong cửa sách lấy hình ra được. Cái hình nó bóp đại cái coi. Muốn dữ lắm rồi đó. Trời giống trong heo. Mẹ ơi, nó quá trời xấu còn hả sao? Trời ơi, trời bị chê rồi. Mẹ ơi, mẹ nói con nghe con gì mấy mẹ con nè. Ừ. Hèn hoài hà. Ta vậy nói ta xấu. Ta đẹp, con đẹp chết luôn mà hèn hoài hà. Mẹ nè. Ghê, thầy nói chứ không phải tôi nói. Ê, đừng, Diêm nói gì anh nghe cho ngài Diêm Vương. Dạ. Luận bài mốt chơi luôn á, dẫn luôn á, chơi luôn, dẫn luôn á, cho biết. Dẫn luôn á, trời. Thôi mình nhìn tí mắt ấu thôi chứ. Thật quá. Trời ơi, mẹ ơi. Nó mời xấu thiệt. Con đẹp mà. Đâu giờ con đưa cái mặt qua vậy. Con đâu 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 đẹp mà. Dòm con mấy cạo khuôn mặt đó. Dòm kỹ nè. Chú Bông kỳ quá, chú Bông ơi, kỳ quá này đi chú Bông ơi. Bụng quá, chú hoài. Nè. Đọc ra nha. Đọc ra nha. Để nó đi coi. Dạ trời, không được. Để nó đi coi. Dạ mà ngồi. Mày xài vậy chú Bông ngồi. Ăn mì. Ăn mì cho thôi. Má 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 em xài. À rồi. Không có gì. Đâu làm con ở mà. Không ăn mà không ở. Nhầm nhầm. Nhầm. Thôi đừng có mệt quá đi, trời nhức đầu quá. Ờ bữa nay có cái bài mà nhầm cái gì. Ê đã coi đâu. Cảm nhận đẹp quá trời. Biết ai à, biết hai chị em đẹp đẹp trai này với nhau trời. Hai chị xin đâu. Mẹ nó cháy chứ. Ê. Có bầm đừng có nghiêng một bên. Cái mấy phim nó nghiêng một bên đó. Ừ. Tôi đừng nghiêng một bên. Nó nghiêng một bên cái hỏng luôn á, cái đó luôn á. Rồi bữa nay là lên ở thầy luôn phải không? Quyết định đi. Quyết định đi, con đem đồ mà. Ừ. Đồ ở đó phải không? Nhớ nha, có chân tay nhà nha. Ừ. Đấy, dạ. Ở, con ở làm ghế đúng không? Đã luôn. Con đồ mới đồ trong xe của chú Phong kìa, con gái chú Phong kìa. Xem đà, xe đạp kìa, em theo đà kìa. Bữa nay có đem đồ theo, lên đây bỏ đây luôn, không có thể về. Không có thể về nữa, mình biết ở đây luôn. Nuôi cơm ăn mẹ. Mẹ, ở đây nuôi cơm mẹ. Trời ơi, nuôi luôn. Mà chị vô, mà chị này nè. Chị đi chơi đường nè. Có xe xài luôn. Không vậy nè, phải tí phải đi chợ nấu cơm. Chịu không? Không. Hả? Tí chứ nấu cơm hơn. Con phải nấu cơm cho Diễm Hương. Mẹ con qua con kia mẹ dò hoài, mẹ cho dò mà. Ừ. Chú Phong ơi. Gì? Cảm nhận mình xong thấy anh. Rồi giờ chú Phong ăn xong rồi nè. Tí bưng tô dẹp. Ê. Dạ. Cho mượn áo chùa miệng nha. Nha. Thôi ở chỗ này Diêm cánh không nội ơi. Chỗ này rồi. Mà cỡ chứ gái. Chú Phong kêu chú ai qua mất đạn chú Phong 20 ngàn đó. Chùa dơ. Dơ đó. Bạn ta. Bình. Bạn quá trời Bình rồi. Chú Phong em ép kìa Diễm Mưu ăn sao vậy Diễm Mưu ăn. Thế sao. Đây đây trời chú Phong dẫn trời á. Ừ. Ở chùa nha. Tí xuống. Trời. Tí với anh dẹp mấy cái tô đó. Ừ. Dẹp. Thôi tới. Ai dẹp tí anh thôi. Trời ơi, ổng nhai kìa. Ổng nhai ổng đưa quà bình ép ở đây không à. Ừ, con quay. Ăn đây. Ừ. Ờ, dẹp nữa hả con ha. Dẹp chưa. Ừ. Quá giỏi luôn rồi. Đó, ở đâu mẹ? Ừ. Ai đi đích đàng hoàng coi. Đây mẹ. Ờ, cái đích quá nhiều. Cái đích nhiều. Còn cái đích thì sao? Quá nó nhiều quá trời ơi. Nghe gì vậy? Nói thêm nó móc chai Diễm Hương đó. Mẹ đang đúc. Diễm Hương, Diễm Hương. Ai Diễm Hương, Diễm Hương ơi, nó bậy móc chai Diễm Hương nói nghe. Mẹ, anh nhà con uống thuốc một lần rồi. Mấy sao mà hết, có hết bệnh rồi đó. Hết bệnh chưa? Nhớ hết bệnh rồi. Có hết bệnh, bệnh gì không? Mà hết bệnh máu rồi. Diễm Mưu ngồi. Dạ. Ngon không Diễm Mưu ăn? Ừ. Ờ, mẹ ăn nhiều mầm lắm lắm. Ừ. Nhập làm bánh đó mẹ. Ông ăn thì ông đâu có ăn mập. Thôi nói mẹ dễ thương mà. Chú Phong kỳ quá chú Phong. Ôi ông quá hả? Ông hướng nào ông nói cũng được chứ ông ơi. Rất là vui. Ông quá trời ông luôn rồi. Ôi đừng giận đi về luôn anh nói chơi. Rồi về đi. Nói chơi giỡn đó. Nói chơi bà là bà.
Rồi làm gì mà tôi thấy đồ đẹp trên hoài không trời. Trời quỷ nha. Trời. Không quá trời rồi ông ơi, cỡ này ông quá Diễm trời luôn rồi. Diễm ơn. Có anh nào gần Diễm ơn á. Nào đâu nhìn mới. Không mà tính ra là thành công nha gì. Tụi nó khôn lanh rồi nha. Khôn đó. Con nói thật sự luôn á, nhìn quá trời quá đất luôn rồi. Diễm ơn ơi. Diễm anh ông nè. Chiều biểu đi tập thể dục ra nhà bà thui á. Bà nào mới xuất viện về vô cái thăm bà hen khớp gò tay á. Đi về đi xấu rồi. Trời ở chơi với mợ ba tôi cái gì tủ hoài. Trời ơi chưa. Ơi sao không ấy được con? Trời ơi trời chút vô dầm thư. Ừ thôi không có gì đâu. Trời đất ơi. Đeo dòng thứ gì không? Đeo chỗ đó cho điện vô mình. Rồi vậy được chưa? Rồi 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 làm rồi được chưa? Mệt quá đi Hà. Quý Hà. Dạ sợ à. Ừ. Không biết. Dạ mừng rồi. Yêu 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 tí không? Ừ. Trời ơi, đúng rồi đó. Diễm Hương á hả, người ta dễ thương nè. Con quá trời quá đất luôn rồi. Rồi. Anh Bông ngồi đây chứ Bông. Dạ hả? Cho. Trời ơi, con ngon đây, con ngon, con bỏ đó đi. Bỏ vậy? Con ngon con bỏ ghế đó đây, chút không không vô ngồi mới lạ. Ngồi đi bà. Chú không ngồi đi, chú coi như chơi mà. Gì vậy? Chú không ngồi vậy ngồi đi. Tự giờ đợi muốn chết luôn. Quỷ à, sợ hả? Mẹ. Mẹ. Có bà, thôi người ăn hiếp con ngồi đi, sao giờ sao mẹ? Mẹ này lại đó hứng miếng nước coi. Nhỏ. Trời bà nay mới công nhận mẹ không thương con, mẹ thương ta không à. Mẹ luôn, cho mẹ luôn, mẹ luôn. Ừ. Con không lên nhà mẹ đâu. Ừ. Con còn hàng có hàng rễ sao sai tao hoài. Ai hoài mất con đi, con chép beo luôn cho mẹ giờ giờ làm mẹ. Ừ. Lớp bảy. Ghê chưa? Hổn. Xin lỗi đi trời. Trời. Cái đó gì chị Mơn? Xin lỗi mẹ. Cái là mẹ mất nó không nói vậy nữa. Thôi tội nhau mà. Trời. Con mới đâu uống rượu. Đây bà chú đâu năm nở chú hoài nha. Chú Phước, đây chú Phước này nè. Bà nói ông là ông gì không? Ông ông gì cũng được. Chú cho nhiệm được ở chi. Thích diễn lâm với trời. Lâm đi à. Lâm dữ thần người ta. Cứ ướt vừa thôi, mất bể bụng giờ nè. Quá trời đuôi. Buồn quá. Đi đâu rồi? Tính dạy làm gì vậy? Trời anh. Vô đi. Thôi đừng lận mặt mẹ. Mẹ không cho đâu, không cho đâu. Mẹ cũng chửi, bà ghét, bà chửi lắm. Dạ hả? Diễm Mơn ngồi. Dạ. Diễm Mơn, chú Bằng nghe về sao vậy? Diễm Mơn. Hả? Tay em chùa mở cho. Mẹ ơi. Mẹ, tay mình. Mẹ ơi. Con một câu thôi, yêu Diễm Mơn người đó. Yêu bằng lòng đi qua nhà em cưới anh luôn. Diễm Mơn, chị Diễm Mơn. Tí ơi. Gì? Nữa. Dạ. Giờ con ăn no chưa? Ăn no rồi. Con đủ pin chưa? Chưa hả? Đủ pin rồi. Đủ rồi ha? Ừ. Đi vô ngủ giùm chú đi. Vô ngủ đi. No. Ê, không được. Ê, Diễm Hương. Diễm Hương. Dạ. Vô ngủ. Ngủ rồi. Thôi, không, giận đó. Không, mẹ không cho là mẹ con là chết. Mẹ không... Thôi, mẹ con là bà. Bà đâu có dạ. Tay bà biết bà chữ con chết con sợ lắm. Dẫn vô liền đi. Nói chơi ở đây Diễm Hương chơi Diễm Hương. Dẫn vô liền đi. Ở đây Diễm Hương ơi. Hả? Ở nhà, ở đây chơi đường đi đụng miếng đi vô trong mình nực quá. Sao ma lắm. Sao ma? Xa lắm. Nó là xa. Nhà ma trong hành đó. Nhà mà mình không. À, con chú Hồng kỳ quá, chú Hồng số 7 không à. Chú Hồng số 7 không à. Tâm sự chứ có gì đâu. Chú 7 không á, trời mẹ mất con mà nó đâu. Ờ chứ cảm ơn nha. Ta gả chị Kiều dễ hơn nữa. Dạ mà ngồi nói giỡn thôi mà đừng có vô đó không đi đâu. Nói chơi ở đây mà ở đây mát khỏe rồi đi đâu nữa. Đúng rồi đó. Ở đây mát rồi đi đâu vòng vòng mua trong nhà đi. Hai đứa thì tâm sự đi. Thôi được rồi, ở đây chăm. Thôi được rồi mẹ ơi. Ở đây một rồi. Mất trái thế à, không thích chuyện, cần lên với gì trời. Kêu anh vậy không, kêu anh coi, anh. Em tí. Ừ. Ừ, anh tí liền hả? Ừ, vậy mấy chị không giỏi không? Kêu mốt cũng trời dễ mừng đó. Ừ, nó kêu giờ, đúng không? Kêu mừng rồi. Kêu anh không nè. Mình giao nè nha, chỗ vùng này là cấm không mơ bỏ tay thôi là trời ra Diễm Hương á. Ừ, từ giai trở lên Diễm Hương ơi, yêu á đi Hà Quỷ Hà. Cái gì vậy? Yêu Diễm Hương rồi đó.
gì? Mẹ nói chú nào dùng nào cấm đâu. Này. Này. Mày... chạy vô đây. Nè, chú không hỏi cái đó là cái gì? Cái cấm gì vậy? Cái cấm hả? Mà tao kêu là cái gì? Cái này nè. Cái này là cái gì? Mày có chú không kỹ quá nè. Vậy là không biết phải không? Biết rồi. Này này nè. Ngon hả? Ngon. Giờ coi ngon không? Ngon rồi. Ngon rồi. Nói chuyện ghê quá à. Tí ơi. Nói chuyện ghê vậy. Răng lấy cái miếng ra đây cứng nhắc ăn không được nữa à. Theo con nghĩ á nha vậy. Là nó không biết cái đó là cái gì luôn á. Bây giờ. Con nói thiệt luôn á. Cấm cái vậy nữa. Ờ cấm cái gì vậy mà. Cái này là cái gì nè, đây nè vú á. Vú rồi cái vú như vậy vú hả? Dễ thương quá Cảm ơn rồi. Dạ. Nè trời ơi, dẫn á. Ăn xài một chi hết hút coi. Ăn xài đi, nghỉ 1-2 phút coi. Nhậm. Đúng ghê. Dẫn đó. Thôi giờ dẫn mày, chân mày thôi, dẫn mày. Không cho, mẹ không cho ăn không? Ăn đi. Em lớn rồi. Hả? Ăn đi, em lớn rồi, khỏi đốt. Thôi, Phong cũng kết thúc lớp nữa vậy. Để Phong như hãy đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của ông Tý rồi đi. Có nhiều cái thú vị lắm cái gì ơi. Bye bye thôi, bye bye. Bye bye. Vô ngồi. Tiếp mời. Rồi con nói gì con nói coi. Dạ. Con nói gì? Muốn gì với Kiều ưng dạ. Muốn gì Kiều. Bỏ Tý nè. Thôi đừng nói dạ. Anh nói dừng video được chứ. Chúc mừng á. Dạ. Vậy xin trời. Vậy xin trời. Hai luôn. Hai luôn không bao giờ không đi. Không bao giờ chơi mơ lấy Kiều đâu. Trời ơi. Rồi đó. Không khổ mà trời. Yêu anh ông nè. Trời bên đây qua đây. Ê giúp chơi giờ. Vậy. Ừ giúp chơi giờ muốn không? Nhưng đó sao? Ừ giúp Kiều giờ bây giờ là muốn không bây giờ bóp vô đi đem thôi đây giúp Kiều đó. Bóp rồi. Rồi rồi. Không cỡ này biết sai vậy ha. Tất lên nè. Cái này ngon rồi ha. Giúp mừng rồi. Ngon thấy không? Giúp mừng rồi. Dạ. Yêu anh ông nè. Yêu mà. Yêu. Yêu anh đi mà. Yêu. Không yêu mà. Cứ đốt chuột gà. Giúp mừng rồi. Dạ. Yêu anh quá đi hả? Ơ với Kiều này giờ. Anh nói giờ nó chơi dạ đi em yêu hơn rồi đó. Nguyễn Hà. Yêu em Diễm Hương rồi đó, đừng ưng Việt Kiều ngang đó. Đúng rồi, con không yêu Việt Kiều đâu. Không, con bảo lộ luôn. Không cho Diễm Hương ưng Việt Kiều. Dạ. Yêu à. Yêu em cho đâu.